Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cái Sinter các bạn à, và một cặp cái Angus-ter à, đây cặp cái Sinter con đầu tiên nè các bạn. Yểm nè, dây cui rúng nghiêm chỉnh, lưng thẳng băng đó, bạc gu, chân là chân kiền khú, rúng là rúng chiền nè các bạn. Đó các bạn thấy không, không lan giá nha, bốn vú đều, không lan giá bốn vú đều các bạn. Cái Sinter hơi bị chả nắng chút xíu các bạn, xe mặt xe lưng bò này nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, bạc gu nè các bạn thấy không, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. À, rúng yếm được nghiêm chỉnh, lưng thẳng băng các bạn, lông đuôi một chùm, chân móng là móng sò hoàn thiện hết, chân móng là móng sò hoàn thiện hết bạn. Đó. Gu này các bạn không, đòn dài các bạn, đòn dài, đó đóng kệ đuôi cực kỳ khéo luôn các bạn, đó lông đuôi một chùm. Đó, bò đỏ ao các bạn ơi, không lan giá chỗ nào hết các bạn. Bò đỏ ao và không lan giá chỗ nào hết các bạn. Đây, con thứ hai. Đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, cái rúng con bò này dài cực kỳ dài luôn các bạn thấy không? Yếm dày cùi các bạn. Yếm dày cùi đỏ ao. Cù bạc. Sái tích là nghiêm chỉnh. Chân móng là chân kiền khú, móng là móng sò. Bò này cũng đỏ ao các bạn. Lông đuôi một chùm, quyền bò hết các bạn. Quyền bò hết các bạn, yếm dày, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cặp cái Sinter này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, gu bạc y như gu bò đực luôn các bạn. Gu bạc y như gu bò đực luôn. Đó, lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn không? Đó, tướng cực kỳ lực luôn các bạn. Cặp cái Sinter này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn, mẫu cực kỳ đẹp nha, giá 40 triệu. Đó, rúng dài yếm dày, sái tích là nghiêm chỉnh, gu là gu bạc, giá 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, chút xíu nữa mình sẽ đo cận cảnh từ con nó cao bao nhiêu cho anh em thấy luôn các bạn. Đó, không lan giá này, rúng dài nè, đó chân là chân kiền khú nè, móng nó móng sò nè, yếm dày nè các bạn, xe mặt nè, xe lưng nè nghiêm chỉnh hết, gu bạc gu nè các bạn, đòn dài nè, lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn, lông đuôi là một chùm lông đuôi luôn các bạn. Đó, chân móng sò kiền khú các bạn, chân móng sò kiền khú, quà đen. Đó, lông đuôi một chùm lông đuôi. Đó, cặp cái xin này mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn, gu bạc y như gu bò đực các bạn. Đây đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đây, con này cao 1m16 bò các bạn, cao 1m16 bò. Đó, đít nè, đít là cao 1m2, cao 1m16 bò, đít là cao 1m2 các bạn. Đây đít là cao 1m2 này các bạn. Đó, quà đen sải tích nghiêm chỉnh, đòn ngay sẽ lưng cao 1m16 bò, gu bạc đòn dài yếm, yếm rúng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, lông đuôi một chùm, chân móng là chân kiền khú, móng là móng sò. Đó, quyền bò cao 1m16 bò, đến từ cao 1m2. Đợi con kế tiếp nè các bạn. Đây con này cao 1m18 bò các bạn, cao 1m18 bò. Đây cao 1m18 bò, cao 1m18 bò các bạn. Con này cao 1m18 bò, chân móng đồ hoàn thiện, đó ngay sẽ lưng cao 1m18 bò các bạn. Và đó sau đít là cao 1m2 nha. Giá là 40 triệu các bạn, giá là 40 triệu. Lưng thẳng băng các bạn ơi, chân móng đều hoàn thiện hết. Cặp cái Sinter này chủ báo giá là 40 triệu. Con cao 1m16 đồ ngay sẽ lưng, con cao 1m18 đồ ngay sẽ lưng, giá 40 triệu. Còn đây là cặp cái Angus các bạn, cái Angus đít đòn dài đầu trội,
rúng có rúng nha, rúng có rúng nha các bạn. Đây chân móng là móng sò hoàn thiện nè, đó, rúng nè. Cặp cá anh gút này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Đầu trội, đòn dài. Đó. Mà thấy không? Lông đuôi nè, chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn. Móng sò hoàn thiện hết. Đó, cái đầu trọc lóc, đòn dài, chân móng là móng sò. Giá 34 triệu các bạn, giá 34 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Cặp cá anh gút. Cái dòng anh gút các bạn nuôi sau này mà nó đẻ ra đó, con nó nuôi con rất là giỏi các bạn, rất là mát sữa nha. Đó, anh gút là nói vậy các bạn, 10 con như một. Con nào nuôi con cũng giỏi hết các bạn. Chân móng nè, hoàn thiện hết. Rúng có rúng nha, lưng thẳng băng. Đó, đầu trụi, đầu đít cho bằng y. Con tiếp theo. Đây con tiếp theo nữa các bạn. Đó, đầu trọc lóc nè, rúng đâu cũng nghiêm chỉnh nè, chân móng đâu cũng hoàn thiện các bạn. Đó, có rúng nha, đầu trụi nè, cái đầu chà bá các bạn thấy không, lưng thẳng nè. Đó, cặp cá anh gút này chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đầu trụi cái đầu chà bá các bạn, đòn thì dài, chân móng đồ hoàn thiện, đều là móng sò hết các bạn, đều là móng sò hết. Giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu cặp cá anh gút các bạn. Thấy cái này vú không các bạn, rúng nè, nghiêm chỉnh hết, đòn dài, đầu trụi, chân móng là móng sò hoàn thiện các bạn. Đó. Giá 34 triệu cặp cá anh gút này các bạn, 34 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, cái lưng thì bằng nghiến, chân móng thì hoàn thiện, đòn thì dài, nó rúng thì nghiêm chỉnh, cao nè, 1m14 bò nè các bạn. Đó, giữa lưng cao 1m14 bò nè, đích nè, đích là cao 1m2. Đó, cao 1m14 bò nè các bạn thấy không, đích nè, cao 1m2 nè. Cặp cá anh gút này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn. Đầu trụi nè, lưng thẳng nè. Còn tiếp theo nè các bạn. Đây, cao 1m1 bò nè các bạn. Đó, cao 1m1 bò nè các bạn. Đây, cao 1m1 bò nè. Đích nè, cao 1m15 bò nè các bạn. Đích cao 1m15 bò nè. Cặp cá anh gút này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. À, con cao 1m14 đòi ngay giữa lưng, con cao 1m1 đòi ngay giữa lưng. Giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Cặp cá anh gút. À, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. À, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp cá anh gút chủ báo giá là 34 triệu, cặp cá xin chủ báo giá là 40 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.